Xin kính mời quý độc giả đến với điểm báo số 17 của diễn đàn doanh nghiệp. Số y ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Việt Nam đang kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng toàn cầu ngành công nghiệp chip bán dẫn. Tuy nhiên để tận dụng được cơ hội này, Việt Nam phải chuẩn bị ngay các tiền đề đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Diễn đàn doanh nghiệp đã có cuộc trò chuyện với giáo sư Trần Văn Thọ về việc Việt Nam tham gia thị trường chip bán dẫn toàn cầu. Theo dự báo trong khoảng 10 năm tới, Việt Nam cần khoảng 50.000 người trình độ từ đại học trở lên trong ngành công nghiệp chip bán dẫn. Nguồn cung trong nước liệu có đáp ứng được hay không và Việt Nam cần phải làm gì để khơi thông những cái điểm nghẽn hiện tại. Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài phỏng vấn trên trang 2, trang 3 đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đang được Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ. Bộ Xây dựng sẽ giả soát yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đô thị để phát triển nhà ở xã hội. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp giai đoạn 2021-2030 đã đạt được những kết quả nhất định. Cả nước đã quy hoạch được 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội. So với báo cáo năm 2020, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đã tăng thêm 5.031 ha. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu trên, cần sự hỗ trợ rất lớn từ các bên liên quan chia sẻ với diễn đàn doanh nghiệp thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh đã cho biết một số hạn chế và nguyên nhân khi thực hiện đề án một triệu căn nhà ở xã hội đồng thời bộ xây dựng và các bộ ngành cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu đề ra của đề án Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài phỏng vấn dành đủ quỹ đất cho nhà ở xã hội trên trang 4. Còn trên trang 5 là bài phỏng vấn ông Trần Đại Nghĩa, chuyên gia pháp lý dự án CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư F2 Việt Nam. Về câu chuyện thực tế hiện nay các doanh nghiệp địa ốc đang chờ các bộ luật mới có hiệu lực để tham gia triển khai phân khúc nhà ở xã hội liên quan đến đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội, đâu là những vướng mắc lớn nhất mà các doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay? Theo ông Trần Đại Nghĩa, xin kính mời quý độc giả đón đọc bài phỏng vấn Doanh nghiệp địa ốc chờ cơ hội lớn. Thị trường bất động sản liên tục đón những tín hiệu khởi sắc, theo đó hàng loạt doanh nghiệp lớn đang tiếp tục có xu hướng mở rộng quỹ đất về vùng ven. Trên trang bất động sản số y này là bài viết Cuộc di cư về vùng ven của những ông lớn bất động sản đơn cử như tại Ninh Thuận, mới đây công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô đề xuất thực hiện đầu tư hai cụm công nghiệp Phước Nam 1 và Phước Nam 2 gần khu công nghiệp Cà Ná, mỗi cụm đều có quy mô 50 hecta. Câu chuyện gom quỹ đất của các ông lớn bất động sản và những bài học thành bại sẽ có trên trang 9. Ngoài ra trên số in 17 cũng còn rất nhiều thông tin hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị độc giả.